Chiều ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị điều tra và đều liên quan đến sai phạm về đấu thầu. Trong đó, bản án tại vụ án sai phạm về đấu thầu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có hiệu lực pháp luật với mức án 30 năm tù. Cùng tội danh, nhóm bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn gồm Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc AIC, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 7 năm tù. Trương Thị Xuân Loan, cựu trưởng ban quản lý dự án 3 thuộc AIC, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 5 năm tù. Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC, lĩnh 6 năm tù. Nguyễn Thị Tích, cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của AIC, kiêm tổng giám đốc công ty MoFa, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 3 năm tù. Bên cạnh bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AIC, bị tuyên phạt 30 tháng tù. Nguyễn Anh Dũng, cựu tổng giám đốc công ty Phúc Hưng, anh trai bị cáo Nhàn, bị xử phạt 36 tháng tù. Các bị cáo khác trong nhóm giúp sức cho bị cáo Nhàn tại AIC và các đơn vị liên quan lần lượt bị tuyên phạt với án từ 30 tháng tù treo và đến 18 tháng tù giam. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi thông thầu. Tiếp theo là bị cáo Nguyễn Hồng Sơn giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn cùng bị cáo Loan, Đỗ Văn Sơn thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nên giữ vai trò vị trí thứ hai sau bị cáo Nhàn.